con đi nha. Giảm cân đừng nhậu nha. Giảm cân đừng nhậu nha. Chiều nào nó giảm cân còn 60kg dễ nha. Đi đó nha. Giờ làm cái cuối rồi. Giờ làm cái cuối rồi. Ông đi sáng giờ mọi người, không biết ông có về không nữa. Ông đi từ lúc mà tôi chưa thức, mặc dù tôi thức không được sớm nhưng mà nói chung là đi cũng lâu rồi. Không lẽ ông về, chắc ông cũng về, chắc là kiểu ông tương thiệt á, cho nên ông nghe mặt tôi hay sao, hay là đi nhậu ta, điện không bắt máy luôn. Để bây giờ nhưng mà tôi chắc thế nào ông cũng về, mà chắc phải về á. Để bây giờ tôi đặt tôi đặt góc quay, tôi cho đóng thêm một cuốn nữa, xong rồi tôi soi dịu ông sao nha mọi người. Cảm thấy có lỗi quá nhưng mà vẫn chưa đủ. Những ngày tháng ông cho tôi thì đối với tôi là bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Ok mọi người, thì tôi sẽ đi chuẩn bị. Ok thì nãy giờ điện không bắt máy luôn, thì bây giờ tôi quyết định tôi sẽ gom đồ đi thiệt. Gom đồ đi thiệt. Tôi sẽ gom con đi cho đây. Cái bọc mọi người, cái bọc người ta hút á, người ta hút cái khí cái nó nhỏ rồi. Vậy chị gom cái gì vậy trời? Cái mền hả? Một cái gói đi. để lát có kiểu có gì thì tôi còn lấy ra tôi cho ông coi đồ được. Còn mà lỡ lấy đồ đi cái ông tưởng thiệt, cái kiểu lúc đó không biết giải thích sao, cái tôi bị đi thiệt luôn á. Nổ vậy ta. Ok mọi người, thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đợi ông về nha. Ông không về là tông tôi luôn á. Ok mọi người, thì đạo cụ âm thanh máy quay xong xuôi, thì bây giờ chuẩn bị đợi ông về nha. Điện mất máy buồn quá à. Thôi bây giờ tôi đi ngoài cấp quay sẵn nha mọi người. Trời ơi, cầm tôi ghê á. Làm gì, làm cái gì? Tại vì em cho em mất tiền luôn hả? Rồi anh lấy gì xài? Anh đâu có cần xài. Hồi đó giờ anh làm tiền chỉ để em xài thôi, anh đâu có cần xài. Có bao giờ anh nói là anh cần xài tiền không? Bây giờ tiền em lấy rồi, thẻ em lấy rồi. Còn gì nữa thì em muốn lấy thì em lấy đi, xe đúng không? Thì đó anh, bỏ giấy tờ xe ra. Bỏ giấy tờ cha ra là được rồi. Còn giấy tờ xe cứ lấy đi luôn đi. Không có bằng lái đâu. Lấy không được thì bán. Ờ, nhiều đầy đủ rồi. Nhưng mà có chắc là điện hết chưa? Làm đi. Hết rồi. Lấy tiền lẻ không? Lấy tiền lẻ đi đò.
mấy cái khóa khoác của em mới giặt hồi trưa nó chưa khô, nó quên gửi cho em nha. Ngoài nhà trọ trời em đi làm đem đồ ra rồi mới đi chưa rồi trời nó bị mặt hết trơn á. Còn mấy cái bộ đồ mới giặt hồi trưa chưa khô nữa, sao bỏ hộp đem theo và phơi luôn cũng được mà. Ở ngoài nhà trọ không có chỗ phơi thì đem đồ khô để làm ảnh hồi cho. Thì ra ngoài giặt lại có gì đâu. Anh làm biến mà, anh không biết hả? Mà đi thì sao không lại nhà người ta ở luôn đi, càng chi mà lại nhà trọ. Lại nhà trọ xong rồi đi lên thành phố. Bộ thằng đó cũng có vợ sao? Không vợ đâu, đi thành phố luôn. Bây giờ vẫn lại ra mắt thôi, ra mắt người yêu con thôi. Hai đứa sống chung gì đó lâu rồi, bây giờ vẫn đi thành phố thôi. Anh đi nha. Mắc cỡ gì nữa à? Giảm cân đựng nhậu nha. Chứ em còn muốn lấy gì nữa vậy? Em muốn lấy gì nữa em nói cho anh đưa luôn. Đưa làm cái cuối hả? Em làm gì em chi? Em muốn đi thì em đi đi. Cái cuối hả? Nhưng mà cứ quan trọng cái chuyện đó, anh không quan trọng. Không quan trọng thiệt hả? Thiệt không? Vậy em đi nha. Em muốn vậy em càng trừ cái gì? Đã không hơn em nhau rồi biến tiếp được cái gì mà chần chừ. Để anh biến coi. Thôi trẻ thì cũng nhiều quá. Đúng rồi, nhiều rồi. Anh cầm vô anh để xài gì không? Xài gì? Hay là lấy lại 500 đi tập gym không? Em đừng có làm nhảm nữa. Em muốn đi đâu thì em đi đi. Biết ơn cả. Em nhảm là cái gì? Anh không có cằn. Anh cằn. Nhưng mà anh không có cằn. Anh cằn. Tránh ra đi. Anh tội nghiệp quá. Cho em ôm cái đi đi. Không có ôm gì chứ. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Nếu em muốn đi thì đi nhanh đi. Thì hay là để người ta lại rước. Còn không thì lấy xe đi đi cho nó nhanh. Anh cũng cho em đi rồi. Tiền anh cũng cho hết rồi. Đồ thì anh cũng hứa mai em đem nha. Làm ơn thì làm ơn cho chót. Sẵn anh đưa em đi ra ngoài tìm em luôn đi. Nãy giờ anh dưng ơi cũng có nhiều thôi. Anh đưa em đi dùm đi. Ủa? Dám vô đây ăn dụng sao sao không dám vô đây rước? Mất công chuyện rồi cũng không được. Mất công chuyện gì? Giờ này hẹn nhau đi mà mất công chuyện gì? Hồi sáng rước rồi rước hồi sáng giờ. Mà em mở lại em giờ anh nói giờ này thì không có chuyện. Mất công chuyện. Đúng rồi mất công chuyện. Rước anh say thì nó đâu có mất công chuyện đâu. Đúng rồi, anh say có công chuyện mấy cũng phải chạy vô chứ. Em nhà mình lên sao? Đúng rồi. Chứ phải nhà mình lên đâu. Đúng rồi. Em làm gì chi? Hả? Tội nghiệp. Hay là muốn lấy cái gì nữa là nói mẹ ra đi. Chứng minh em còn nằm trên đây nè. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, còn chứng minh nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa đâu. Để em suy nghĩ coi còn gì nữa không ta. Không lấy gì nữa không? Vàng với tiền chẳng hình cũng lấy luôn. Xin gom cu đi mà gom được. Nhưng mà bên còn dở thì nhanh ra cho em nha. Gom gì nữa không ta? Có một cu mới xài rồi, càng khi mà cu đó nữa. Cái cu kia kìa chứ đâu lấy cu này đâu. Nó bật á. Thì con cu đó, lấy đi. Không gì nữa. Thích lấy gì nữa lấy đi. Chị em ơn cái. Làm gì chi vậy? Tôi nghiệp anh. Đi đi. Để hoa lát mẹ về. Mẹ đâu về giờ này? Về cũng xa lâu. Đi nha. Muốn đi đâu thì đi. Ủa anh không đưa em đi, anh đi bằng gì? Thì tôi nói luôn rước. Cái khuya mới rảnh giờ này. Có rảnh. Đồ quá anh sắp tới đó lúc tôi nghiệp em hả? Sắp tiếp em chứ. Đi được thì sắp được.
Ông nào mấy ngày nào mới mốt cho em về chơi nha. Chị nào mà anh 60 kg không? 65 kg em về với anh nha. Nha. Nha anh. Muốn về thì về. Nhớ là hứa với em mà đó. Mình đánh đi. Anh nói em làm như chi anh bực bội lắm. Em chỉ hôn cái hả? Em cũng không hôn, không đi được chỉ hai hôn cái. Làm gì chi vậy? Thì em tội nghiệp. Anh không có cần. Không cần ai tội nghiệp chứ. Muốn đi đâu thì đi đi. Để anh đi. Anh ơi, đừng cứu em. Không thương em đâu mãi rồi, anh cứu em rồi. Tùy đó. Đừng hơi hạn nha. Muốn đi thì đi. Không có cản ai hết. Muốn đi rồi có giữ ở lại cũng đâu có ở lại đâu. Thì giữ đi rồi ở lại. Không giữ sao biết không ở lại. Đó thấy chưa. Tại sao mình phải giữ một người muốn đi? Không muốn đi đâu. Đã nói là tính ở tháng nữa mà. Vậy thì ở đi. Anh đâu có cấm cản em đi đâu. Tại em muốn đi vậy em không đòi sẵn rồi em nói về. Anh có đuổi em đi chưa? Giờ tiền em muốn lấy rồi. Tại em đưa chứ em không muốn lấy đâu. Đèo tiền. Chưa có hỏi tiền đâu anh ơi luôn đó nè. Cái em vô em hỏi nè em muốn lấy tiền không? Thì em đưa thì em lấy thôi. Chứ em có đòi hỏi gì đâu. Đúng rồi. Thì không đòi hỏi thì bây giờ một lát buồn ra. Con gái đi mà. Không có mới hết tội nghiệp chứ để thấy tội nghiệp quá à. Đi còn tội nghiệp. Chưa tội nghiệp chứ. Đúng rồi. Tội nghiệp. Không biết nha. Đến nhà tôi khác đi. Để em thấy tội nghiệp em đi không có được. Em đi thì đi đi, đừng có ngay ở đây. Mệt lắm, bực bội lắm, hiểu không? Đi. Cho lại 20 ngàn à. Đi vậy đó. Đi vậy đó. Đánh gà. Làm gì chứ vậy? Đừng có liếng tiếc gì ở đây hết trơn á. Không có cặn, không có cặn tội nghiệp. Không có cặn liếng tiếc gì ở đây hết trơn á. Thơm hết gì. À, có gì đâu. Cái mệnh lấy chưa? Đúng rồi. Thích cái mệnh đó thì lấy đi đi. Mẹ. Cái tâm mẹ. Làm sao? Có đâu. Có lấy gì đi đâu. À, có tiền là cần gì lấy. Bu ra. Giỡn. Giỡn mà. Giỡn á nè. Ngồi nè chứ có bu rợn này đâu. Nè. Hả? Nè. Thấy không? Có gì đâu. Chọc anh mà. Chọc anh á. Giỡn thiệt bộ. Hôm qua em giỡn. Thiệt. Hôm qua em quay lại em giỡn anh chứ bộ. Giỡn thiệt. Đem cho anh coi. Hôm qua em quay lại chứ bộ. Cưng. Thôi mặt thấy cưng. Mặt đáng yêu. Mặt cũng có xấu. Chơi giỡn quạo. Ai chơi quạo? Chơi khác vậy rồi nè. Đâu cãi tôi nè. Sáng giờ đi đâu? Xuống à. Sáng giờ đi đâu? Xuống.
Xuống. Sáng giờ đi đâu? Mệt. Đi đâu? Đi đâu cả anh ta? Ta nè, sáng giờ đi đâu? Không về. Không. Gà. Ô chơi giỡn mà bạo, chơi gì ai chơi. Chơi gì vậy? Biết giỡn mà cũng giận mà. Dạ khác nha. Thôi đừng giận mà. Em mới ở với anh rồi nè. Em đi em mốt nó bỏ em làm sao? Em ở đây em nuôi em tới già. Đi thằng khác lỡ hết tiền rồi nó bỏ em nha. Biết suy nghĩ cho tương lai thấy hay không? Đó là cắm sừng dài dài chứ chi? Cắm sừng rồi đâu. Mà trời chứ em quay nè em giỡn á. Xong em cho anh coi nha. Thôi đừng giận nó nha. Ok mọi người thì kiểu tôi cũng hài lòng hả dạ với cái màn tròn của tôi. Trả thù được. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ cho tụi mình nha. Bye bye.